Theo nguồn tin CNN, Mỹ sẽ chính thức áp thuế lên tới 200 tỷ đô la với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sau ngày 7 tháng 9, chạm mức gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, CNN không tiết lộ mức thuế sẽ là 10% hay 25%. Nếu được thực hiện, đây sẽ là vòng áp thuế mạnh nhất mà chính quyền Mỹ áp dụng với Trung Quốc trong năm nay. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng chưa từng có, sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng các chính sách và trợ cấp thương mại không công bằng, đồng thời ăn cắp các ý tưởng công nghệ của Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đánh thuế 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 7 và 16 tỷ đô la hồi tuần trước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Năm ngoái, nước này xuất sang Mỹ 506 tỷ đô la hàng hóa. Trước động thái cứng rắn của Washington, Bắc Kinh đã áp mức thuế 25% lên 50 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả. Nếu vòng áp thuế mới được tung ra, Trung Quốc dọa sẽ áp mức thuế tương ứng thêm 60 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, theo CNN, thật khó để Trung Quốc có thể đáp trả Mỹ liên tiếp như vậy, vì nhìn chung số hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc ít hơn nước này xuất sang Mỹ. Dù hai bên đã trải qua nhiều vòng đàm phán nhằm giải quyết các vấn đề then chốt trong quan hệ thương mại giữa hai nước, nhưng các cuộc đàm phán này vẫn không hề có tiến triển. Nhiều chủ doanh nghiệp Mỹ nói rằng mức thuế quan đang làm tổn thương các công ty của họ. Họ đang phải đứng giữa hai lựa chọn khó khăn là trả mức thuế quan lớn cho hàng nhập khẩu Trung Quốc hay tìm một nhà cung cấp mới không phải từ nước này. Bà Jean Sota, giám đốc điều hành của cửa hàng và sản phẩm thủ công do An, cho biết các mức thuế đề xuất về vải, sợi và lông cừu sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới công ty và khách hàng của bà thay vì làm tổn thương Trung Quốc. Công ty nhập khẩu hầu hết các loại vải từ Trung Quốc bởi vì không có nhà cung cấp trong nước nào có thể đáp ứng yêu cầu về khối lượng và chất lượng vải như các công ty Trung Quốc. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống nhằm cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, đánh thuế lên mặt hàng vải và các sản phẩm thủ công không phải là giải pháp thích hợp, bà Sota chia sẻ. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ được phép đưa ra ý kiến về mức thuế đối với mặt hàng mới nhập khẩu từ Trung Quốc cho tới ngày 6 tháng 9. Nếu doanh nghiệp chứng minh được mặt hàng bị đánh thuế từ Trung Quốc sẽ không thể mua được từ nguồn khác, thì biểu thuế cho mặt hàng đó sẽ bị hủy. Dù vậy, theo CNN, quá trình xem xét hủy một biểu thuế trừng phạt vì nhà sản xuất Mỹ chỉ có thể mua nguyên liệu từ Trung Quốc sẽ khá lâu, có thể lên tới vài tháng.